Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin thị trường bất động sản quý 4 năm 2023 và cả năm 2023. Trong đó ghi nhận giá căn hộ chung cư tiếp tục xu hướng tăng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các khu vực trung tâm. Cụ thể tại Hà Nội, trong quý 4 năm 2023, giá nhà chung cư tăng từ 3,5 đến 4,1%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dự án có mức giá tăng từ 3,6 đến 4,6%. Trên thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân giá dưới 25 triệu đồng trên 1 mét vuông, chủ yếu là phân khúc căn hộ trung cấp giá từ 25 đến 50 triệu đồng trên 1 mét vuông. Với loại nhà ở riêng lẻ, trong năm 2023, giá tại các địa phương có xu hướng giảm đều theo quý và giảm từ 10 đến 14% so với năm 2022. Một số địa phương giảm nhiều như Đà Nẵng giảm 13,1%, Hà Nội giảm 10,8%, thành phố Hồ Chí Minh giảm 12%, Khánh Hòa giảm 12,3%, Đồng Nai giảm 10,9%. Tuy nhiên, giá bán biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao, mặc dù lượng giao dịch thấp. Trong đó, tại Hà Nội, nhiều dự án có mức giá bán từ 160 đến trên 300 triệu đồng trên 1 mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán biệt thự, nhà liền kề tại một số khu vực từ 140 đến trên 400 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đối với văn phòng cho thuê, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đều có xu hướng giảm giá thuê từ 9 đến 22% so với quý trước. Đồng thời, tình trạng trả mặt bằng và xu hướng dịch chuyển văn phòng từ khu vực trung tâm ra các vùng phụ cận tăng hơn quý trước. Đối với bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, cả giá bán và lượng giao dịch đều tiếp tục giảm. Số lượng biệt thự nghỉ dưỡng được mở bán tại khu vực phía Nam cũng giảm mạnh. Số lượng căn hộ du lịch mở bán trong năm 2023 trên cả nước cũng giảm so với năm 2022. Thời điểm cuối năm 2023, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, một số dự án chung cư được ra mắt thị trường, nhen nhóm tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản trong thời gian tới. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, hai dự án có lượng mở bán lớn là The Privia do tập đoàn Khang Điền làm chủ đầu tư và Akari City, tập đoàn Nam Long làm chủ đầu tư, cùng thuộc quận Bình Tân. Các chủ đầu tư khác như Vingroup, Masterwide Home cũng bắt đầu buông hàng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Trong khi ở vùng lân cận, thị trường bất động sản tại tỉnh Bình Dương ghi nhận sự khởi động của nhiều dự án như Big City Sky Park quy mô 1.600 căn hộ, Phú Đông Sky One gần 800 căn hộ. Hay mới đây, tập đoàn Vicon công bố ra thị trường tháp căn hộ Vicon City tại phường Đông Hòa, thành phố Dị An, quy mô gần 2.000 căn. Điểm chung của các dự án căn hộ tại tỉnh Bình Dương đều có mức giá từ 32 triệu đồng trên 1 mét vuông trở lên. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, toàn thành phố có 14 dự án với hơn 14.200 căn nhà đủ điều kiện huy động vốn theo hình thức nhà ở hình thành trong tương lai. Phần lớn trong số này là phân khúc căn hộ chung cư với 14.000 căn. Tuy nhiên, thị trường nhà ở vẫn tiếp tục có sự lệch pha khi nguồn cung phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Ngược lại, nhà thương mại giá rẻ có giá bán khoảng 20 triệu đồng trên 1 mét vuông, gần như mất dạng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, mức giá này cũng khó tìm thấy ở tỉnh Bình Dương. Ở tỉnh Đồng Nai, dù mặt bằng giá mềm hơn so với Bình Dương, nhưng hiện cũng rất khó tìm được căn hộ có giá 30 triệu đồng trên 1 mét vuông ở tỉnh này. Nhìn vào bức tranh khan hiếm nhà giá rẻ này, dễ nhận thấy dù thị trường chưa hồi phục, nhưng giá căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vẫn đang có xu hướng đi lên, ngày càng vượt xa khả năng mua của đại đa số người lao động có mức thu nhập trung bình. Nguyên nhân được Bộ Xây dựng lý giải là do nguồn cung căn hộ trong những năm gần đây khan hiếm. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS cũng nhận định, trong năm nay, giá bán căn hộ chung cư cao cấp, chủ đầu tư mở bán lần đầu sẽ tiếp tục tăng trung bình khoảng 3-8%. Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2023 là năm mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, các địa phương nỗ lực rất lớn để giải cứu thị trường bất động sản. Nhiều buổi làm việc trực tiếp giữa doanh nghiệp và nhà chức năng đã diễn ra. Nhờ đó, thị trường bất động sản hiện nay tuy vẫn rất khó khăn nhưng đã có giao dịch trở lại. Điển hình là Nghị quyết 33 và Nghị quyết 97 của Chính phủ đã xác định tổng thể các giải pháp, đặc biệt là quan điểm tất cả các chủ thể có liên quan phải đề cao trách nhiệm, chung tay tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch và bền vững. Trong đó, đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm ưu tiên mọi nguồn lực để thanh toán nợ, đặc biệt là nợ trái phiếu, chủ động nghiên cứu tái cơ cấu lại giá cả, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp.
Tiếp theo là Nghị định 35/2023 tháo gỡ vướng mắc pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 chưa được các bộ, ngành thực hiện đầy đủ. Trong khi đó, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết còn bất cập trong một số quy định của Nghị định 44/2014 về công tác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, dẫn đến hàng trăm dự án bất động sản, nhà ở thương mại trong cả nước không thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước nên không thể thực hiện được thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng, vừa làm phát sinh khiếu kiện gây mất trật tự xã hội, vừa làm thất thu ngân sách nhà nước, vừa không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của khách hàng là chủ sở hữu nhà. Mặt khác, gây thiệt hại cho chủ đầu tư dự án, ảnh hưởng uy tín thương hiệu và không thu được số tiền 5% giá trị hợp đồng còn lại. Nhiều doanh nghiệp đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo sớm ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014 quy định về giá đất để tháo gỡ vướng mắc trong công tác định giá đất. Chưa hết, theo nhiều doanh nghiệp bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, trong công điện 1177 ngày 23 tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương rà soát nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thực tế, dứt khoát không để bị đứt gãy, thiếu kịp thời, thiếu chủ động trong việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách tín dụng có hiệu quả, bền vững, lâu dài, phù hợp thực tế. Đây là cơ sở quan trọng để Ngân hàng Nhà nước rà soát theo hướng sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc bãi bỏ các quy định không phù hợp để tạo điều kiện tiếp cận tín dụng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ hiệu quả cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, tinh thần của Chính phủ là vào cuộc quyết liệt, thực chất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, thị trường bất động sản vẫn còn rất khó khăn. Do đó, tinh thần quyết liệt này cần được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới để phá tan những khó khăn còn lại. Những quy định bất hợp lý, những rào cản thủ tục tiếp cận vốn cần được nhanh chóng tháo dỡ. Trong đó, ngành chức năng cần điều chỉnh chính sách linh hoạt, kịp thời và điều quan trọng nhất là tránh ban hành thêm các giấy phép con, khiến cộng đồng doanh nghiệp thêm phần khó khăn. Chỉ có vậy, doanh nghiệp Việt nói chung và các doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản nói riêng mới phục hồi sức khỏe, từ đó góp phần vào tăng trưởng chung của đất nước. Sau thời gian dài bất động, nhiều dự án bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang tái khởi động vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, người có nhu cầu mua nhà ở thực, thu nhập trung bình vẫn khó với tới vì giá bán căn hộ vẫn cao. Tại tỉnh Bình Dương, công ty cổ phần địa ốc Phú Đông, Phú Đông Group vừa tổ chức lễ khởi công và ra mắt dự án căn hộ Phú Đông Skyone. Dự án này nằm trên tỉnh lộ 743C, thành phố Dị An, quy mô 5.615m², tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, gồm 2 block 30 tầng nổi và 1 tầng hầm với 780 căn hộ. Mới đây, tập đoàn Danh Khôi cũng đã khởi công lại dự án Astro City tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sau 2 năm ngừng thi công vì thiếu vốn và vướng mắc pháp lý. Dự án này là tổ hợp căn hộ trung tâm thương mại cao tầng có diện tích đất 3,73 ha, gồm 8 tòa nhà cao 40 tầng với gần 5.000 căn hộ, tổng mức đầu tư 8.282 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền vừa được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp phép bán nhà hình thành trong tương lai cho hơn 1.000 căn hộ thuộc dự án The Previa, quận Bình Tân. Hay trung tuần tháng 12, chủ đầu tư Gamuda Land tổ chức khởi công dự án Eastern Park, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Đây là dự án được Gamuda Land mua lại từ công ty Tâm Lược với kế hoạch phát triển dự án quy mô gần 2.000 căn hộ. Qua ghi nhận, dù nhiều dự án căn hộ được khởi công và tái khởi động thời điểm cuối năm, nhưng giá bán vẫn ở mức cao, quá khả năng chi trả của hầu hết người lao động. Với dự án căn hộ Phú Đông Skyone, chủ đầu tư đưa ra mức giá từ 32 đến 35 triệu đồng trên 1 mét vuông. Tại dự án Astro City, tập đoàn Danh Khôi dự kiến giá đưa ra thị trường từ 42 đến 45 triệu đồng trên 1 mét vuông. Với dự án The Previa, chủ đầu tư Khang Điền mở bán chính thức vào tháng 11 năm 2023, giá gần 50 triệu đồng trên 1 mét vuông, chưa bao gồm VAT. Với dự án Eastern Park do Gamuda Land làm chủ đầu tư, dù chưa công bố chính thức, song theo chia sẻ từ các đơn vị môi giới, giá bán sản phẩm căn hộ tại đây trung bình từ 6.000 đến 7.000 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, 146 đến 170 triệu đồng trên 1 mét vuông. Theo các chuyên gia kinh tế, với mức giá như trên, rất khó để người dân thu nhập thấp, thậm chí thu nhập trung bình khá cũng khó tiếp cận. Đơn cử như vợ chồng chị Nguyễn Thu Huyền, nhân viên văn phòng, ngụ phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, có 2 con nhỏ, đang tìm hiểu các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh để mua căn hộ nhưng với tổng thu nhập mỗi tháng gần 30 triệu đồng, cộng với tiền tích lũy mấy năm qua vẫn chưa tìm được căn hộ phù hợp. Theo phân tích của một số chuyên gia bất động sản, cơ cấu giá thành chủ yếu của các dự án nhà ở thương mại bao gồm chi phí tạo lập quỹ đất,
chi phí xây dựng, chi phí tài chính, chi phí quản lý. Trong đó, chi phí về đất của dự án chiếm khoảng 15% giá thành đối với dự án nhà chung cư, khoảng 13% với dự án nhà phố, khoảng 20% với dự án nhà biệt thự. Trong khi chi phí xây dựng chiếm khoảng 50% giá thành đối với dự án nhà chung cư, khoảng 30% giá thành với dự án nhà phố, khoảng 20% giá thành với dự án nhà biệt thự. Hiện chi phí xây dựng có xu hướng tăng vì chi phí vật liệu, nhân công tăng. Ví dụ, chi phí xây sàn nhà chung cư hiện lên đến 12 đến 13 triệu đồng trên 1 mét vuông, trong khi trước đây khoảng 7 đến 8 triệu đồng trên 1 mét vuông. Chi phí tài chính gồm lãi vay tín dụng và trả lại các nguồn huy động vốn khác thường chiếm khoảng 10% giá thành. Chi phí quản lý chiếm khoảng 5% giá thành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Phương Ly cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ đến quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!